mồng 1 khấn trời, mồng 10 giàu sang. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tiền về như lá rụng, dầu nứt đố đổ vách trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, đây không phải là lời dự báo hay gì cả, chỉ đơn thuần là một lời tâm sự động viên thời kỳ phi thường cần cách xử lý phi thường và mọi quyết định phải đủ sự cẩn thận kỹ lưỡng. Ất Tỵ đang trong cái đoạn phi thường như vậy, nói là đoạn thời thế vần xoay, thời vận dung chuyển, mọi thứ tưởng ổn lại có sự đổi thay, mọi thứ tưởng yên lại có sự chuyển cảnh. Định hình hiện tại là thời điểm lựa chọn, là thời điểm 65 sẽ bộc lộ bản tâm và cái điều họ thật sự mong muốn một cách rõ rệt nhất. Tuy có chút khó khăn, nhưng cũng là cái đoạn mà 65 thấu hiểu điều họ thật sự cần, con đường mà họ hướng tới và nửa đời còn lại họ sẽ có cuộc sống như thế nào. Thưa quý mệnh chủ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho quý cô bác anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch để giúp cho quý cô bác anh chị cái vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến đây, mời quý cô bác anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Hai chân trụ vững hồng trần, lộc tài phú quý, long phụng sum vầy, Ất Tỵ tạo dựng nơi đây, thân tài song lộc một đời an khang, phát lộc phước đức trầm lâm, tháng mới sung túc, giàu sang bất ngờ. Kênh Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, Tử Vi học có nói, mỗi người sinh ra vào các giờ giấc khác nhau, ngày tháng khác nhau, thì nằm trong các cung mệnh khác nhau và mang một lá số tử vi khác nhau. Tuổi Ất Tỵ đại diện cho những người thông minh, nhạy bén và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi Ất Tỵ rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Vậy nên, vận số cuộc đời luôn có quý nhân vây quanh và được trời ban cho nhiều điều tốt đẹp. Bước vào năm 2024 là lúc đánh dấu bước trở mình trên nhiều phương diện của tuổi Ất Tỵ. Khi được nhiều các tinh hậu thuẫn, được các sao tốt chủ về công danh chiếu mệnh, tuổi Ất Tỵ lấy lại những gì đã mất trong năm 2023. Công danh sự nghiệp thuận lợi, tài lộc cũng gia tăng, tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời lãi. Đặc biệt, theo lời dự ngôn mới nhất của các bậc thầy tử vi, đúng trong tháng 6 âm lịch 2024 tới đây, con giáp tuổi Ất Tỵ sinh 1965 sẽ song hỷ lâm môn, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân chỉ đường dẫn lối, cho sự nghiệp hanh thông, thành công viên mãn. Và để nắm rõ vận trình tử vi chi tiết của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 6 âm lịch sẽ diễn ra sao, vận may nào sẽ đến với con giáp này trong thời gian tới, tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi và chiêm nghiệm. Quý khán giả thân mến, vận may tới không đồng nghĩa với việc không làm gì cũng có được thành tựu. Nó chỉ mang ý nghĩa rằng thời thế thông thuận cho những nỗ lực của bạn được có kết quả rõ ràng. Còn không làm mà có của, chỉ chờ vào may mắn, thì thế gian này đâu có ai vất vả, khổ cực đâu. Dù vận may của bạn có thể giúp bạn trúng xổ số đi chăng nữa, thì kế mà bạn cần phải làm vẫn cứ là lết được cái thân mình ra ngoài mà đi mua vé số. Thời buổi này mua qua app cũng được, thì cũng cần vượt lười, tạo tài khoản, nạp tiền vào, rồi kiên trì mua đi mua lại, vì một lần mua chưa chắc đã đủ. May mà chúng nói thế để bạn hiểu rằng, khi thời tới nó chỉ như mưa thuận, gió hòa về. Nếu khi đó công việc của bạn, con đường bạn đi, nó có cái gốc vững chắc như một cây trái quý, thì nó sẽ được mưa gió tắm mát, thuận lợi đủ chất, rồi kết trái đơm hoa. Còn nếu khi thời về mà các thứ của bạn chỉ như cây cỏ dại mọc ven đường, thì có tưới bao nhiêu nước, đổ bao nhiêu chất, có bao giờ bạn thấy trái táo ngọt mọc ra từ bụi cây dại chưa? Cái căn nguyên sự nghiệp của một người cũng như cái gốc cây, cái hạt trồi lên nhờ được vun trồng, tưới tắm. Cái ta tưới ở đây là mồ hôi, là nước mắt, là tài năng, là nghị lực, là sự kiên trì, là sự bền bỉ, cùng vô vàn những nỗ lực vô hình không tên và sự phân hóa chất lượng gốc cây đấy, sẽ được nhận thức một cách rõ ràng ở thời điểm vận về cho mọi thứ trổ bông kết quả. Nên đừng suy tư rằng mình đã cố rất nhiều và chưa nhận được thành quả gì cả, mà hãy cứ lo lắng rằng mình cố chưa đủ nhiều, cháy chưa đủ hết, chăm chỉ chưa đủ sức, để có thể ngay lập tức tận dụng được thời cơ khi vận may ập tới. Người đang làm, trời đang nhìn, thời vận đang luân chuyển,
nhưng đừng quá quan tâm hay phụ thuộc vào cái vô hình không thể quản lý là trời và vận. Thay vào đó, cứ tập trung vào cái hữu hình là tất cả những gì bạn có thể xoay chuyển, có thể đổi rời, có thể tưới tắm vạn sự càn khôn, gói gọn ở lòng bàn tay. Sẽ thật tiếc lắm nếu lần này bạn lại lỡ dỡ, cứ rút kinh nghiệm hoài, cứ tự kiểm điểm hoài đã đủ mệt hay chưa. Nếu bạn tin vào khả năng của bản thân, vào tư duy và trình độ của mình, thì giờ là lúc bạn nên có một tiểu thành tương xứng với cái sự tự tin đó. Mong bạn sẽ cháy thêm một lần rực rỡ hết mình như cái thuở ban sơ. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ. Đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu sự dễ thành, thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp cho biết, người tuổi Ất Tỵ đang có những bước phát triển rõ rệt trong tháng mới. Thời điểm này bản mệnh hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vận khí ủng hộ, bản mệnh mạnh mẽ tiến về phía trước. Nhờ sự giúp đỡ của cục diện tam hội và nhiều cát tinh, con giáp này hành sự thông thuận, đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp, vận quý nhân cũng khá vượng. Bạn vừa được dẫn dắt trên con đường tiến gần hơn đến mục tiêu của mình, lại vừa có cơ hội xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Chỉ cần bạn có đủ quyết tâm thì việc gì cũng làm được. Mọi việc tiến triển tốt, kéo theo tài lộc dồi dào là điều tất yếu, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, thu nhập đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ phụ thuộc vào đồng lương chính thức. Các hợp đồng được ký kết tiến hành, giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Vận khí vượng, nên chuyện tình cảm của tuổi Ất Tỵ cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Người độc thân cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi, mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc, ngay cả những mâu thuẫn trước đó cũng được tháo gỡ, nên tâm tư con giáp này vô cùng thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Tháng 6 âm lịch này, công việc khá thuận lợi, nhưng để được như vậy, tuổi Ất Tỵ cũng phải bỏ ra không ít công sức. Do đó, bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận, bên cạnh việc chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường sức đề kháng, thì cũng phải nuôi dưỡng tinh thần thoải mái, vui vẻ. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trị tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, cục diện tam hội thái tuế kết hợp với các tinh chính quan che chở, báo hiệu công việc của tuổi Ất Tỵ đang ở giai đoạn tiến triển thuận lợi, gặt hái không ít thành công lớn, mang về cả danh tiếng và tiền bạc. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, bạn đang hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vận khí ủng hộ bạn mạnh mẽ tiến về phía trước, vậy nên cần nắm bắt thời cơ này một cách chặt chẽ. Hầu hết thời gian trong tháng công việc đều suôn sẻ, sự nỗ lực của bạn được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được, nên uy tín cũng được nâng cao. Vận quý nhân cũng khá vượng, bạn vừa được dẫn dắt trên con đường tiến gần hơn đến mục tiêu của mình, lại vừa có cơ hội xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Bản mệnh cũng chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo. Hãy tự tin thể hiện tài năng, không phải che giấu bất cứ điều gì nữa. Thời của bản mệnh đã đến, tháng này tuổi Ất Tỵ còn có dịch mã chiếu mệnh. Điều này cho thấy bạn sẽ có những cuộc đi xa để hợp tác, đàm phán làm ăn. Thông qua những cuộc hội họp, hội thảo hoặc công tác, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được họ chỉ dẫn nhiều kinh nghiệm quý giá. Tất nhiên, những chú rắn sẽ có một tháng bận rộn, nhưng bù lại có nhiều cơ hội khẳng định tài năng phát triển sự nghiệp. Lại thêm sao hữu bật xuất hiện, bản mệnh đã dự tính làm gì thì sẽ thực hiện bằng được, tỷ lệ thành công cao, được cấp trên tin tưởng giao nhiều trọng trách. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng tuổi Ất Tỵ được cát tinh trợ mệnh, mang tới nhiều vận may tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Hơn nữa, thu nhập đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ phụ thuộc vào đồng lương chính thức. Thời điểm này, cả chính tài và thứ tài của con giáp này đều có xu hướng tăng. Bản mệnh theo nghiệp kinh doanh thì buôn may bán đắt, một vốn bốn lời, doanh thu nằm ngoài dự kiến,
hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh, quay vòng nguồn vốn, một ngày nào đó sẽ được hưởng mức lợi nhuận xứng đáng. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, ký kết được nhiều hợp đồng lớn, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tất nhiên áp lực là thứ không thể thiếu, chẳng có con đường nào tới thành công trải toàn hoa hồng. Song con giáp này nếu dám chấp nhận thử thách thì sẽ có được thứ mình muốn. Lưu ý rằng, trong tháng 6 âm lịch này, có ảnh hưởng từ dịch mã động tinh, đồng nghĩa là bản mệnh tất bật, vất vả trong sự nghiệp cũng như công cuộc làm giàu, nhưng bù lại tài lộc càng vượng. Có điều trong tháng có nguyệt lệnh lâm tử, con giáp này phải chi tiêu khá nhiều tiền bạc, không phải cho chi phí sinh hoạt, thì cũng là những chuyện bất ngờ phát sinh. Bạn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, cho vay mượn cần đúng người, đúng việc, đồng thời cũng phải học cách chi tiêu tiết kiệm. Bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 6 âm lịch. Vận khí vượng nhờ tam hội, nên chuyện tình cảm của tuổi Ất Tỵ cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình, vợ chồng hạnh phúc, ngay cả những mâu thuẫn trước đó cũng được tháo gỡ, nên tâm tư con giáp này vô cùng thoải mái. Làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu, dễ đi đến quyết định mới với mối quan hệ của mình. Trải qua nhiều thử thách, cả hai đều khá chắc chắn về tình cảm của bản thân, có thể xem xét để về ra mắt hai bên gia đình tính tới chuyện tương lai. Người độc thân cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi, thời cơ đã đến, nên hãy cố gắng sắp xếp, cân bằng công việc để tìm cho mình một người bầu bạn bên cạnh. Còn nếu đã có sẵn đối tượng trong lòng, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, để sau này không có gì phải hối tiếc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 6 âm lịch, tháng này công việc thuận lợi, nhưng để được như vậy tuổi Ất Tỵ cũng phải bỏ ra không ít công sức, do đó bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Cần đặc biệt lưu ý rằng, nguyệt lệnh lâm tử cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hiểm nguy, tai nạn bất ngờ, bên cạnh việc chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường sức đề kháng, thì cũng phải nuôi dưỡng tinh thần thoải mái, vui vẻ, làm việc hay đi lại, tham gia giao thông đều cần chú ý giữ an toàn, tỉnh táo. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận cho con giáp tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết tháng 6 âm lịch này, bản mệnh chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo của bản thân mình, khiến mọi người có cái nhìn khác hoàn toàn về bạn. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu tím và màu hồng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Bước sang tuần mới, Thái Dương Cát Tinh giúp người tuổi Ất Tỵ làm việc với nguồn năng lượng tích cực. Cũng bởi vậy, bạn đạt được nhiều thành tích khởi sắc trong công việc, bản mệnh vẫn đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, được cấp trên ghi nhận và ưu ái dành cho nhiều cơ hội để phát triển hơn trong tương lai. Tuy nhiên, con đường thăng tiến tưởng như bằng phẳng đó của bạn lại có thể gặp chút rắc rối, do có người cố tình đơm đặt chuyện thị phi sai lệch hoàn toàn với sự thật để phá hoại danh dự của con giáp này. Bản mệnh cần giữ tinh thần vững vàng để ứng phó với những thủ đoạn xấu của tiểu nhân. Không chỉ công việc thuận lợi, mà vận tài chính cũng vô cùng hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những gì bản thân yêu thích. Tại thời điểm này, nếu bạn muốn tiến hành cầu tài, cầu lộc thì sẽ được như ý, bạn không nên chần chừ, do dự, vì càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, may mắn càng rời xa. Cũng nhờ có cát tinh, nên chuyện tình cảm của Ất Tỵ có những tiến triển rõ rệt. Với các cặp đôi, người ấy phần nào dẹp bỏ cái tôi và nhường nhịn bạn, như vậy mà mối quan hệ của cả hai thêm gắn bó, hạnh phúc hơn. Với người độc thân, chỉ cần bạn mở lòng thì không khó để gặp được người phù hợp. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Tử vi tuần mới của tuổi Ất Tỵ cho thấy, thành công đang gõ cửa nhà tuổi Ất Tỵ. Khi tuần này bạn được cát tinh thiên đức trợ mệnh, chẳng cần đi đâu xa, làm điều gì quá lớn lao, hay phải lao mình vào những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn lâu dài, bạn vẫn sẽ thành công theo cách riêng của mình, thành tích sẽ vô cùng đáng nể. Công việc có quý nhân giúp sức, nên dù gặp phải không ít khó khăn, thì sau cùng bạn vẫn hóa giải được hung hiểm, hoàn thành được mục tiêu đã đề ra,
Ngoài ra, con giáp này cũng phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình, xác định được hướng đi mới trong tương lai. Tình hình tài chính cũng từ đây mà có chuyển biến tích cực. Ngoài nguồn thu từ công việc chính, thì tuổi Ất Tỵ còn có thu nhập từ việc kinh doanh, buôn bán càng thành công, bạn càng muốn dấn thân nhiều hơn vào công việc và ra sức cống hiến cho xã hội. Nhân duyên trong tuần có phần khởi sắc nhưng chưa rõ rệt, không phải là không có đối tượng nào, mà do bạn chưa có nhiều cảm xúc nên thái độ vẫn khá dửng dưng. Thế nhưng khi gặp được rồi thì đừng cân đo đong đếm quá nhiều, vì không dễ dàng gì mới gặp được người có duyên nợ với mình. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Sao tử vi dự báo, tuổi Ất Tỵ sẽ có một tuần làm việc tuyệt vời, với nhiều cơ hội để bạn tỏa sáng, bứt phá so với chính những đồng nghiệp xung quanh, bạn làm việc hăng say và mang lại hiệu quả cao. Hãy tranh thủ thời gian này để tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như gia tăng thu nhập cho bản thân. Nhìn chung, cuộc sống của bạn đang dần trở về quỹ đạo như ban đầu, sẽ không còn những biến cố hay sự kiện đột xuất nào xảy đến khiến bạn phải căng thẳng. Trái lại, bạn sẽ trải qua một tuần lễ khá an nhàn. Để không cảm thấy nhàm chán, bạn có thể tự mình lập kế hoạch mới để năng động hơn trong thời điểm này. Do vận khí tăng, nên đường tài lộc khá vượng. Nếu muốn tiến hành cầu tài, cầu lộc trong tuần này cũng sẽ được như ý. Bạn không nên chần chừ, do dự, vì càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, dù muốn làm nhưng cũng không gặt hái được thành quả gì đáng kể. Vẫn biết công việc là quan trọng, nhưng bạn cũng nên học cách phân bổ thời gian cho gia đình, bạn bè và chính mình, thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống, mua sắm hay tham gia các hoạt động giải trí, sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Thiên Đức Cát Tinh cho thấy, tuổi Ất Tỵ khá may mắn trong tuần mới và thường xuyên được mọi người xung quanh quý mến. Càng khiêm tốn và thoải mái thì sát khí trên khuôn mặt càng hồng hào và đẹp lâu, chớ suy nghĩ nhiều mà khiến bản thân hao mòn. Công việc đầu tuần không có tiến triển, đứng yên tại chỗ, xui hơn thì dễ gặp tiểu nhân gây phiền phức cho mình. Bạn càng làm tốt thì càng lắm kẻ âm thầm ghen ghét và tức tối, muốn bạn gặp họa để thụt lùi. Càng về cuối tuần càng đỡ mệt và may mắn hơn rất nhiều, nhất là những bạn làm trong ngành kỹ thuật, buôn bán tự do, nông nghiệp hoặc thủy hải sản. Vận may về tiền bạc sẽ tiếp tục thăng hoa trong tuần này, nhờ sự quản lý, đầu tư táo bạo và đúng đắn của bạn. Bạn nên giao tiếp nhiều hơn với những người có kinh nghiệm, không tiếc một buổi ăn uống, bạn sẽ có cơ hội nhận được thông tin đầu tư đáng tin cậy từ họ. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, dễ dàng hơn. Tử vi trong tuần cảnh báo, những người còn độc thân coi chừng bị lừa tình lúc nào không biết, hẹn hò nên có chọn lọc và tìm hiểu kỹ. Đừng vì cảm nắng mà đánh mất khoảng thời gian vui vẻ của bản thân. Trong chuyện bạn bè, bạn thì ít mà bè thì nhiều. Ất Tỵ biết rõ nhiều bạn không ưa mình, nhưng âm thầm chịu đựng, không muốn vạch trần. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Ất Tỵ sinh 1965 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Đó là tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người sinh tuổi Ất Tỵ sinh 1965 mệnh Kim Bạch Kim thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán. Tượng Phật Di Lặc với biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc. Điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang, phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái. Điều này phù hợp với bản chất thông minh, trí thông minh của người tuổi Ất Tỵ, khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp. Với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình, tuổi Ất Tỵ có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ,
đối với người tuổi Ất Tỵ sinh 1965, tượng Tỵ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỵ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Ất Tỵ, tượng Tỵ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỵ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Với khó khăn của tuổi Ất Tỵ, tượng Tỵ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỵ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng. Với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm, tuổi Ất Tỵ có thể tận dụng tượng Tỵ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại, tượng Tỵ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Ất Tỵ sinh 1965, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo, nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Thiềm Thư, cốc ba chân. Tượng Thiềm Thư là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Ất Tỵ sinh 1965, tượng Thiềm Thư mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Ất Tỵ thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng Thiềm Thư có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng. Với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức, vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng Thiềm Thư còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Ất Tỵ. Điều này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng Thiềm Thư không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh, mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Ất Tỵ để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy với hình dáng tròn trịa và trong suốt, tượng trưng cho sự hoàn hảo và sự thịnh vượng. Đối với tuổi Ất Tỵ sinh 1965, quả cầu có ý nghĩa đặc biệt về bình an và tài lộc. Hình ảnh của nó thể hiện sự cân bằng và sự hoàn hảo, nhắc nhở họ luôn tìm kiếm sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Quả cầu cũng có khả năng tạo nên không gian yên bình và bình an trong môi trường sống của họ. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy cũng có thể là biểu tượng tài lộc và may mắn. Sự trong suốt của nó tượng trưng cho sự mở cửa tới những cơ hội và tiềm năng khi đạt ở những vị trí chiến lược trong không gian sống. Quả cầu có thể tạo ra luồng năng lượng tích cực và thu hút tài lộc vào cuộc sống của họ. Tháp Văn Xương. Tháp Văn Xương với hình dáng tượng trưng cho sự tiến xa về kiến thức, có khả năng mang đến sự hỗ trợ trong việc học tập và trau dồi tri thức. Đối với tuổi Ất Tỵ sinh 1965, Tháp Văn Xương có ý nghĩa về việc duy trì và phát triển kiến thức. Hình ảnh của tháp thể hiện tầm nhìn xa hơn và khao khát tiến bộ. Bằng cách đặt Tháp Văn Xương trong không gian làm việc hoặc học tập, vật phẩm có thể tạo ra một môi trường thúc đẩy việc học hành và nâng cao trí tuệ. Tháp Văn Xương có thể giúp người tuổi Ất Tỵ tránh xa những năng lượng tiêu cực và giữ cho tâm hồn của họ luôn trong trạng thái sáng suốt và tích cực. Bên cạnh đó, Tháp Văn Xương còn là biểu tượng của sự thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống. Quý khán giả thân mến, có người đi đâu cũng có quý nhân phù trợ chẳng cần tính toán, vẫn liên tục phát lộc phát tài, gặp khó khăn lại hóa ra là chuyện đáng mừng, hoặc thậm chí rất nhiều người gặp tai nạn thì cũng chỉ mình họ được sống sót, và chúng ta thường thốt lên rằng, quả là những người may mắn, và may mắn đó có phải từ trên trời rơi xuống, tại sao chỉ có số ít người có được, còn hầu hết là không? Theo lời Phật dạy, chỉ có duy nhất phước đức chính bản thân mình tích tụ không chỉ ở đời này mà còn từ bao đời trước là thứ tạo nên may mắn cho một người. Đức Phật từng nói, ở đời có thịnh ắt có suy, có hội hợp ắt có ly tán, lành dữ vô thường, hạnh phúc tự mình chuốc lấy quả thật có hạnh phúc, có gặp may hay không là do tự mình tạo ra. Ta tạm hiểu rằng, mỗi người sinh ra đều có sẵn một dụng phước riêng, có người có ít, có người có nhiều, không thể hoán đổi, không thể cho đi, có muốn sang ăn trộm cũng không được. Người có phúc đức lớn thì họ sẽ trở thành những người vương giả, sống giàu có, nếu họ biết chăm bắm cho dụng phước của mình tươi tốt thì duy trì được may mắn dài lâu. Thế nhưng trong trường hợp ngược lại, họ sử dụng thoải mái, phước lộc đang có mà không tu bổ, thì dụng phước ngày càng hoang tàn, sơ xác, tiêu điều. Lúc đó thì đừng hỏi tại sao mình hay gặp xui xẻo. Người phúc đức nhỏ thì dụng phước vừa phải, khiêm tốn, đủ để sống cuộc đời bình thường. Còn người có phúc phận nghèo nàn thì dụng phước nhỏ, lúc nào cũng phải tìm cách sống chật vật qua ngày. Cách để nhận diện một người kém phước đó là họ dù chăm chỉ, thông minh,
nhưng cũng vẫn phải vất vả, khó nhọc, tự lo mọi việc, ít khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Thế nhưng, nếu họ không nề hà việc vất vả mà tìm cách cày xới, làm cho ruộng mình màu mỡ, thì tuy không thuận lợi như người ta, nhưng cuộc sống nhất định sẽ khá lên. Vì thế, thay vì thực hiện mọi việc như cũ, ta nên tìm cách cải thiện ruộng phước của chính mình, trước khi muốn nghĩ tới một kế hoạch gì đó quá xa xôi. Có thể thấy ruộng phước của mỗi người không cố định, vẫn có thể cải tạo được nếu chúng ta biết cách, cũng như việc nước chảy thì bèo mới trôi, gió lay thì cây mới động, con người cũng vậy, phải có lao động, phải có sinh hoạt xã hội thì mới tạo ra những nhân duyên mới, nhân tốt đẹp tạo ra quả ngọt, nhân xấu xa tạo ra quả đắng chát. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.